Bạch sư co cho con hỏi ý nghĩa của việc thọ giới tỳ kheo là gì? Là tỳ kheo mới chứng được quả A La Hán phải không? Chấm hỏi. Và câu hỏi này thì xin mời đại đức Tuệ Tường, hôm nay đại đức tỏa sáng. Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, cái nghĩa mà thọ tỳ kheo, thưa quý vị, thọ giới tỳ kheo, thì đầu tiên trước khi mà hiểu là ý nghĩa thọ giới là cái gì thì mình phải bản thân mình phải hiểu cái ý nghĩa mà gọi là bích khú là cái gì, cái điều đó mới quan trọng quý vị. Tại vì khi mình thực chất mình không hiểu được cái ý nghĩa cao thượng của cái từ bích khú, cái nghĩa Bali tức là dịch ra tỳ khu hay là tỷ khu hay là tỳ kheo đấy, thì mình không hiểu được ý nghĩa cao thượng, thưa quý vị. Thì trong chú giải tôi nói ý nghĩa bích khú tỳ kheo, thì bích khú có nhiều ý nghĩa, nhưng mà ở đây có những ý nghĩa chính là sao. Nghĩa bích khú theo văn bản Bali là bậc có thói quen thường đi khất thực để nuôi mạng chân chánh, gọi là bích khú tức là tỳ kheo. Cái nghĩa thứ hai mới cao thượng, thưa quý vị, là khi mà gọi là bích khú á, là bậc thấy rõ sự tai hại trong vòng sanh tử luân hồi thì được gọi là tỳ kheo, đúng không? Còn đó là ý nghĩa theo văn phạm Bali. Còn ý nghĩa bích khú theo kinh Tạng á, thì trong chú giải kinh Tứ Niệm Xứ có giải là như vậy: hành giả nào thực tập tiến hành tứ niệm xứ này, người ấy được gọi là có cái tinh thần, có tinh thần của một vị tỳ kheo. Vì bất cứ hành giả nào ở đây không phân biệt là một vị tỳ kheo đúng không, một vị tu sĩ cao đầu đắp y theo đúng nghĩa, ở đây là nói chung luôn, hàng tứ chúng luôn á, nghĩa là đây nói là hàng hành giả mẫu ngoặc, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cần sư nam, cần sư nữ nào thực tập tiến hành tứ niệm xứ này, người ấy được gọi là có cái tinh thần, có tinh thần giải thoát, đúng không, quý vị tỳ kheo. Thì ở đây chú giải nói là tỳ kheo chứng tỏ là hành giả tiến hành tứ niệm xứ, ở đây là cũng một ý nghĩa cao thượng ở trong chú giải kinh tứ niệm xứ. Hành giả tiến hành tứ niệm xứ, dầu là chư thiên hay nhân loại, đều được xem là có tinh thần tỳ khưu cả thảy. Như vậy tỳ kheo theo ý nghĩa kinh Tạng chính là hành giả tiến hành tứ niệm xứ hay tiến hành thiền tuệ, thiền vipassana. Còn theo tỳ kheo mà theo ý nghĩa lục tạng á, là như vậy, theo tinh thần luật á, là tỳ kheo được thành tựu do chư tăng hội họp nâng đỡ lên bậc cao bằng cách hành tăng sự do vị đại đức luật sư tụng nhất tí chát tút thác cầm má qua cha, có nghĩa là tụng một lần nhất tí, nghĩa là tụng tiên ngôn đó, và tiếp theo tụng ba lần cam mát qua cha tức là hành sự ngôn. Khi hành tăng sự xong thì từ giới sa di trở thành một tỳ kheo theo đúng tinh thần luật. Thì một người cận sĩ nam đủ tuổi để thọ tỳ kheo thì được gọi là tỳ kheo, đó là cái nghĩa tỳ kheo. Chắc thì nghĩ đến đây nè, đến đây thời điểm này là sư giải vậy thì tỳ kheo quá rõ rồi, thì quý vị biết cái nghĩa cái việc thọ giới là như vậy. Nghĩa là thọ giới, khi mà nói thọ giới tỳ kheo nha, thì ngoài cái ý nghĩa thọ giới á, là phải bao gồm cái hình thức, phải bao gồm cái thủ tục là chư tăng nè hội họp nâng đỡ lên bằng cách tăng sự nè, là tụng tiên ngôn rồi tụng ba lần thành sự ngôn đó thì được gọi tỳ kheo. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là gì, khi đã tự cho mình là tự xem mình là tỳ kheo á, thì phải có cái tinh thần mà chán sợ sinh tử luân hồi và mong sớm thoát khỏi sinh tử luân hồi, đó là cái nghĩa cao thượng. Mà ở đây quý vị hỏi là cái nghĩa về thọ giới tỳ kheo là gì đó, chứ không phải mình thọ giới tỳ kheo là để mình được danh, được lợi, rồi mình được ca tụng, mình được hội chúng, mình được ăn trên ngồi trước, mình được người ta lễ bái cúng dường, mình được người ta lợi đắc cung kính, mình được người ta phục vụ. Đó thì cái này nó đi ngược lại với lời Phật dạy. Cho nên một lần nữa là cái bé đầu tiên nè, sư nhắc là cho quý vị
cái nghĩa việc thọ giới tỳ kheo á, ngoài cái việc lập tăng sự á, là tỳ kheo là một cái người nó rõ là phải có tinh thần chán sợ ghê sợ sinh tử luân hồi và mong muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi, và sống theo đúng tinh thần lời Phật dạy trong tập đại kinh điển Pali, tức là thành tựu pháp học, thành tựu pháp pháp hành và thành tựu pháp thành. Đó, đó là một, khi mà thành tựu pháp thành thì đúng là đây là một tỳ kheo đúng nghĩa. Còn hỏi thứ hai là quý vị nó hỏi là tỳ kheo mới chứng được quả vị A La Hán, thì cái này không hẳn thưa quý vị. Bữa nãy sư có nhắc là tinh thần trong tứ niệm xứ rồi đó, là không phải tỳ kheo mới chứng được A La Hán, mà ngay cả hàng cận sự cũng chứng được quả vị A La Hán. Nhưng nếu mà hàng cận sự nam, cận sự nữ mà chứng được quỷ quả vị A La Hán thì ngay trong ngày hôm đó phải xuất gia thành, có thể là một vị sa di hoặc là một vị tỳ kheo ni ngay trong ngày hôm đó nha. Còn nếu không, cái vị cư sĩ đó phải nhập niết bàn ngay trong ngày hôm đó. Tại sao sư nói điều này? Điều này là ở trong Milinda Vấn Đạo, ngài Nagasena có trả lời cho Milinda cụ thể là cái câu chuyện. Quý vị muốn tìm cái điều sư nói có đúng không đó, thì trong chú giải pháp cú câu chuyện đại thần Sanh Tá Tý có nói vấn đề này. Cho nên là trước khi kết thúc hai câu trả lời này, sư nhấn mạnh là nếu hằng cận sư nam cận sư nữ cũng đắc được quả vị A La Hán, nhưng phải trong ngày hôm đó đó là phải tu lên, phải tu liền, tu có thể tu sa di hoặc tu tỳ kheo, còn không là phải nhập niết bàn, bắt buộc nhập bàn trong trong ngày hôm đó. Đó là như vậy, chứ không phải nhất thiết là tỳ kheo thì mới chứng được quả vị A La Hán. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi ở đây, cũng mong Đức Thanh Tuệ góp ý thêm. Xin thưa là những cái ý mà Đại Đức Tuệ Tường nói thì nó đã rất là đầy đủ rồi. Tức là cái chuyện mà mình thọ đại giới tỳ kheo là nhằm mục đích mình đi đến sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Là bởi vì mình có sự chán sợ sanh tử, đó, mình tìm cầu sự thoát khổ thì mình mới có cái sự thọ giới. Bản thân cái việc tỳ kheo á, chính là việc là mình xả ly và từ bỏ đời sống tại gia, sống đời sống không nhà. Và quý vị có thể tìm hiểu rõ hơn là ở trong kinh Sa Môn Quả của Trường Bộ, hoặc là quý vị có thể xem ở trong bài kinh Ước Nguyện của Trung Bộ. Thì bài kinh Ước Nguyện thì có nói lên cái quả báo của vị tỳ kheo. Thì từ những cái đó đó quý vị sẽ thấy là Đức Thế Tôn rất là khéo léo, ngài đi từ thấp đến cao, tức là việc mà thọ đại giới tỳ kheo nó đi từ cái chuyện là được bạn đồng tu quý mến, rồi dần cho đến cái chuyện là chứng đắc đạo quả, thoát khổ sinh tử luân hồi. Thì đó là một con đường mà một vị tỳ kheo sẽ đi. Thì nếu như mà mình có cái sự mong mỏi thì mình sẽ đi trên con đường đó. Hoặc là giống như khi Đức Thế Tôn thuyết về tuần tự pháp thì ngài sẽ nói về sự bố thí này, ngài nói về sự giữ giới, ngài nói về lợi ích của cõi trời, ngài nói về sự nguy hiểm của các dục lạc. Rồi sau đó đó ngài sẽ nói về cái sự đáng hướng đến của cái việc trong sạch của cái đời sống xuất ly. Và còn cái chuyện là tỳ kheo mới chứng được A-la-hán thì Đại Đức Tuệ Tường cũng nói rồi, một vị sa di cũng chứng được, một vị cư sĩ cũng chứng được, nhưng cư sĩ chứng rồi là phải xuất gia, nếu không xuất gia thì vị đó phải viên tịch chứ không có thể nào mà trụ được với cái phẩm vị của cư sĩ. Và đi qua câu hỏi tiếp theo.